Bây giờ là ăn bữa cơm trưa. Ô, thằng tại bự nhà của không? Chú Năm. Đây là món đặc biệt nó nằm ở giữa nè. Giò heo hầm với đu đu đủ. Heo hầm đu đủ là đặc biệt như mày. Đặc biệt chứ. Rồi đó tiên lấy này được chưa? Rồi hôm qua anh ai chưa ăn. Món này hôm qua giờ ăn thịt xong mà chưa ăn canh. Trời ơi nó trắng ngâu rồi. Ăn này có sữa cho con bú. Ông chút múc miếng về cho chị Tư. Đu đủ ngon lắm. Quá ngon rồi. Ngọt ghê. Tại hai đủ sức phơi cái cặp cái chế chứ không. Ông nếu nấu đu đủ sống nó ngon hơn. Thơm thơm mới ngon anh. Thơm thơm mới ngon. Sống quá rồi ngon. Sống quá rồi đúng rồi. Ngày nào đi không đi. Dạ. Giờ tụi xuống đất là một nồi này nè. Ngày nào cũng vậy mà. Ui đó không mà. Ở ngoài con có một con mà cũng cái nồi rồi. Đây là của chó mà nguyên nồi chà bá luôn. Ổ mà nói ta làm gì đó. Thật ra bỏ ra là nó cạo tử. Rồi canh ngon. Trời ơi khoái, dứt liền. Trời ơi, miếng đỏ trời ơi, cái đuôi nó quắt đuôi ra nè. Quá trời đã luôn, quắt đuôi. Miếng giường, từ miếng răng giường, miếng da. Đã quá vời, tuyệt vời. Điểm này vô mánh. Vô mánh nè. Đòi ra luôn kìa, nó đòi đi ra luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi, cái đuôi nó quắt muốn xúc cái đuôi ra luôn. Ở nhà làm luôn không? Người ta làm mới cho. Dòng này nó hay Tết nó cho qua cho rồi làm gì cho. Canh ngọt ghê. Ủa mấy kia đâu hết đá rồi ta. Gâm thương nó chạy hết rồi. Rồi bây giờ mình hồi bỏ chén thì chút cho nàng thảy một bánh chạy thôi. Chúng ta không bỏ lên nè. Chạy thay ra ngoài đẩy nó kiểu rậm mà nó đủ. Mình chạy một cục giò. Đây nè con. Quá ngọt luôn. Cái sợ giành giật luôn. À, cục xương đã quá, năm đẹp hơn. Ừ. Vô em. Rồi vô. Cậu ơi, cậu vô hoài nhớ uống xăm nha. Uống giấc nào tối hả? À? Chứ ngủ hả? À? Sáng, ừ. Sáng sớm. Cậu uống giấc tối cậu. Hết cũng ngủ. Mà, khỏi ngủ á. Nó nóng hả? Nó làm cho mình tỉnh ngủ. Ban ngày thôi. Ban ngày dứt vô chưa ăn sáng dứt vô là tốt nhất. Là chú Năm uống rượu nguyên ngày không xịn. Trời ơi. Quảng cáo vậy mới ghê. Không nên trộn vậy, không tốt cho sức khỏe. Biết có độ sắp thiên bình được. Buổi sáng chú Năm uống vô trước, nửa tiếng sau ăn cơm là tốt nhất. Tại vì nó chỉ vậy. Tối chú Năm ra ngoài nữa. Ra đâu? Ra nhà ông Phong. Không nghĩ là nói biết có độ là đem thùng nữa ở trong đây rượu với bia thì sao uống không tối nàng Phương nó quất thùng bia về mà ăn vừa ăn cơm xong rồi. Ăn cơm mà uống bia ăn hết rồi. Để uống rượu ăn không được nhiều cơm đâu, ăn cơm. Rượu này nhận thơm mà nó dễ uống chứ ha. Vô nó qua ăn thịt với bánh phồng tôm là đủ no rồi. Phồng tôm ngon quá. Ờ chú Năm ăn cái bánh phồng tôm của bạn Liêu chưa? Ăn nghe mùi tôm không á. À cái đúng rồi, hôm bữa sinh nhật. Nhưng mà đợt này ngon hơn nữa. Ngon hơn nữa. Tôm của đâu? Ở Bạc Liêu. Ngon hả? Heo của Bạc Liêu á. Thôi đặt cái bà thơm phức mùi tôm mà. Thơm phức à. Nó kia thơm hơn nữa. Xài tôm không á. Cái bữa không ngon mà cái đợt này. Đợt này ngon hơn. Đợt này chiến đỏ hơn. Ủa nhà anh Toàn đâu phải ở Cà Mau của bạn đó bằng gì đó. Hậu Giang. Long Mỹ Hậu Giang. Long Mỹ Hậu Giang hả? Ủa chú không phải Cần Thơ. Không. Cần Thơ là Thơ đi xuống nữa. Cái này ngon. Cần Thơ là chồng của con bé Oanh. Một năm rồi. Nó ngoái nó con hôm nay còn lại đó. Một năm rồi. Mới làm mới nặng mùi. Còn ấy làm chưa ăn. Nặng quá khó ăn. Ta làm toàn ngọt ngọt vậy thôi. Ừ, phải nồng quá ý nó nồng quá khó ăn thôi. Nồng quá là tay là phơi không đủ nắng. Còn rồi bây giờ mình tới phiên mình ăn nha. Mình ốp đây. Tàu gió bay. Không ăn da, không ăn da. Không ăn da. Được.
Chương Nghĩa City. Chương Nghĩa City. Đây là gà ta đi bộ. Còn này là bắp chuối làm cỏ và chuối trong rừng nha. Nó là gà rừng. Thơm à, con gà này giá hơn đó. Ngọt. Hai bên. Hai con. Hai con. Ốc bỏ hành không? Được rồi, ốc ăn thì được rồi. Không gấp thịt cho bên mà. Có. Có không? Có mấy cái đùi em á. Cô Tư gấp thịt ăn đi. Mấy ngày rồi mới vô. Mới nãy chả mặt. Dạ được, anh có ngon nhiều cháu nó còn nghĩ là đã không sao. Này mới thơm, em luộc, em ăn nhiều ra. Chỗ nào xe đi. Bữa đi xe ấy. Kim Anh Hùng không? Kim Anh Hùng. Kim Anh Hùng là nó xếp ghế cho mình hay tự lên mình lấy ghế? Thì mình vô mình ngồi thôi chứ nó đông, nó xe nó trống lắm. À vậy cũng giống Quốc Phương à. Giống vậy nhưng mà trống. Nhưng mà xe nó bự hơn hả? Nhiều ghế hơn. Bự hơn thì mới hơn. À nhiều ghế hơn thì nó khỏe hơn. Nếu vậy thì anh đi xe Kim Anh Hùng anh mua chỉ cần 4 vé thôi anh đi được rồi. Mình nhiều đồ đẹp lắm. Vậy thôi. Nếu nhiều đồ thì những cái đồ nào mà giống như trái cây thì mình gửi cho nó, gửi với thùng quá. Thế gửi được, còn mấy kia mình gửi chậm à. Ờ thì cái nào mà mình ấy thì mình xách tay. Bỏ dưới chân mình cũng được là gì vô. Nói chung tiền bạc mà xách tay thôi, còn ngoài ra mấy cái gì cũng không dập hết á, để dưới gầm được. Nó động mà. Ngoài ra nè. Nấu cháo mà để thịt riêng vậy có lý hơn. Đang chạy nước rút nha. Nước rồng luôn chứ. Rồi nước rút. Đang chạy nước rút. Ăn cầm nó cầm cả đứa ngon. Cầm suốt ấy. Ngon không em? Bên ơi ngon.